người cha có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của con gái? Người cha nên làm gì và những điều cần tránh khi chăm sóc, nuôi dạy con gái? Những thách thức phổ biến mà các ông bố thường gặp khi đồng hành cùng con gái? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời qua buổi tọa đàm để trở thành người cha lý tưởng với con gái do Báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức từ hai vị khách mời, bà Trương Thị Thu Thủy, trưởng ban gia đình xã hội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tiến sĩ tâm lý Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên. Tọa đàm sẽ phát sóng vào 11 giờ thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024 trên Báo Phụ Nữ Việt Nam điện tử.